总动在呀，喵！đấy, đây là dung dịch oxy già 3% nhé. Bước 1 là mình sẽ đổ oxy già vào đây. Đã, rồi đổ hết, đổ hết, đổ hết. Tiếp đến thì mình sẽ cho nước rửa bát vào. Rồi, 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 rồi. Đấy. Bây giờ chú cho màu trước nhá, chú cho màu vào cái chú trước nhá. Màu đỏ thế nhá. Ừ. Cho màu đỏ vào của con đi. Rồi, con quệt lên thành của bí ngô. Quệt lên thành nó nhá, đừng cho nó dưới. Thế đến màu gì? Màu vàng. Màu vàng nhá. Đầu tiên là mình cho oxy già vào đây đúng không? Sau đấy là mình cho màu thực phẩm rồi, à nước rửa bát. Thứ hai là mình cho nước rửa bát này. Sau đấy là mình sẽ cho màu thực phẩm. Mình có đây là nước ấm. Mình có nước ấm rồi thì mình bắt đầu mình cho lên nở này. Sau khi khuấy xong nhá, mình sẽ lấy nước men nở này nhá, mình đổ vào đây. Con đổ vào quả bí ngô, chú đổ vào cái chai nhựa của chú nhé. À, sau chú hô 1, 2, 3 là chú với con cùng đổ nhé. Đổ vào đây, chú đổ vào đây nhé. Rồi, à. 1, 2, 3, đổ đi. Dèo, này con nghịch không? Này con nghịch con lưỡi đi. Thấy gì chưa? Vậy là tôi và bé Sóc đã thực hiện xong thí nghiệm bí ngô ghê rợn. Hẹn gặp lại ba mẹ và các bé ở những thí nghiệm tiếp theo. Bye bye.